Kinh nguyện và ý chỉ do Chúa Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và Tổng lãnh Thiên thần Michael mặc khải, linh ứng và khuyên nhủ Lourdes de Maria. 2. 3. Esteli, ngày 24 tháng 3 năm 2020, việc sùng kính, hãy đồng tâm cầu nguyện. Trong mọi thông điệp Chúa mặc khải cho Lourdes từ năm 2009, Thiên đàng nhắc đi nhắc lại với loài người hãy cầu nguyện cho toàn thể giáo hội và toàn thể nhân loại. Vào lúc này, lời kêu gọi hoán cải và sự lớn lên về tâm linh lập đi lập lại nhiều hơn, cũng như một giáo hội duy nhất, tình huynh đệ phải được tóm tắt trong sự yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta, và thực hành điều đó luôn luôn như trong một thân thể mầm nhiệm. Chúng ta tin rằng mùa chay và đặc biệt là mùa chay năm 2020, trùng hợp với thời gian khủng hoảng mà toàn thể nhân loại đối mặt với đại dịch, nam nữ trên thế giới tìm nơi trú ẩn và sự an toàn trong việc cầu nguyện. Vì lý do này, tôi giới thiệu sách cầu nguyện được ban cho Lourdes nhiều năm trong sứ mạng này, như một liều thuốc cho những người cùng nghiệp nhất trong cùng cảm quan, trong cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì món quà lớn lao từ thiên đàng này. Chúng con hô hào dân Chúa hãy đón nhận với đức tin, tình yêu và lòng khiêm nhường việc sùng kính, hãy đồng tâm cầu nguyện này, để thánh ý đầy yêu thương của Chúa tuôn trào cho những ai muốn bảo vệ tất cả chúng ta trong hiện tại và tương lai, qua sự trợ giúp từ mẫu của mẹ Maria nữ vương trong thời kỳ cuối. Tôi phê chuẩn việc sùng kính này đồng thời mời gọi mọi người có thiện chí hãy làm cho mình thêm phong phú bởi sự trợ giúp của thiên đàng trong thời gian này, và học biết cầu nguyện. Đức ông Juan Abelardo Mata, giám mục giáo phận Esteli 4, giới thiệu anh chị em, sự hiệp nhất giữa dân Chúa có từ thuở sinh ra, khi lòng nhân hậu vô biên của Chúa khơi dậy trong chúng ta, là những người con cái Chúa, mối liên lạc tình yêu thiêng liêng. Mối liên lạc nà ơ này sản sinh ra những kinh nguyện mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em hôm nay. Điều quý nhất của những kinh nguyện này là chúng đã được thiên đàng ban cho tôi, nên chúng ta có thể thưởng thức chúng, không chỉ trong lúc thất bại hay trong những nhu cầu thúc bách, nhưng cả khi chúng ta tỏ lòng biết ơn và được chúc phúc. Chúng ta học biết rằng điều tuyệt vời nhất của người con cái Chúa là biết tạ ơn trong mọi lúc, nhưng cùng lúc đó điều tuyệt vời nhất cũng là trạng thái ý thức không cho phép loài người tụ tạo tách rời khỏi tình yêu mến những nguyên tắc đạo đức về tình yêu thương, được biểu hiện trong điều răn thứ nhất của Chúa. Đó là một tình yêu không chừa chỗ cho bất cứ một thứ gì khác, tình yêu tuôn trào trong Chúa Kitô, trong Đức Mẹ Maria và trong tất cả mọi người bằng cách này hay cách khác đã cho đi và tiếp tục cho đi mọi thứ để phục vụ Chúa. Tôi ước muốn được tỏ lòng biết ơn ba ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ và Tổng lãnh Thiên Thần cùng với Thiên Thần bản mệnh đã canh giữ đời sống tôi, và anh chị em những người đã hiến dâng mình trong bổn phận biên soạn tập những kinh nguyện này. Và lòng biết ơn vô cùng đối với Đức ông Juan Abelardo Mata, người đã phê chuẩn những kinh nguyện này cho anh chị em, những người dân Chúa. Trong Chúa và cho Chúa, Lourdes de Maria 5, hãy đồng tâm cầu nguyện chính vì các con, những người tự gọi mình là con cái của ta, những người vì họ mà hôm nay ta đến, để triệu tập các con trong sự hiệp nhất, để cầu nguyện với một trái tim duy nhất. Chỉ bằng cách đó, trong một trái tim duy nhất, giáo hội của ta mới chống cự nổi những cuộc tấn công liên tục của ma quỷ, và trái tim duy nhất đó chính là trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ ta, hòm bia giao ước mới, hỗ trợ cho các tín hữu của ta. Chúa Giêsu Kitô, 5 giờ 18, 2009. Chúng tôi xin giới thiệu việc sùng kính này bao gồm những kinh nguyện từ năm 2009 đến năm 2020. Mà Chúa Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và Tổng lãnh Thiên Thần đã đọc và khuyên nhủ trong những thông điệp ban cho Lourdes de Maria. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần nhiều lần khác nhau đã linh ứng cho những công cụ của Ngài qua những kinh nguyện cực kỳ mạnh mẽ và tình yêu mến được chia sẻ và đồng tâm đọc với đức tin và lòng trông cậy lớn lao của dân Chúa. Trong nhiều thông điệp dân Chúa được mời gọi cầu nguyện, hãy cầu nguyện đừng chần chừ, không đọc ngoài môi miệng, nhưng cầu nguyện bằng trái tim, với sức mạnh và cảm xúc, cho đến khi kinh nguyện nên một với các con. Kinh nguyện không mất đi, cũng không bị giữ lại trên đường, nhưng trái lại, kinh nguyện không phải là không được lắng nghe,
và trao cho tình yêu vô biên của Đức Vua của chúng ta, thỉnh nguyện có thể làm yếu đi, không phải mọi sự, nhưng trong chừng mực nào đó, vâng, những cuộc tấn công mà nhân loại phải đối phó trên hành tinh này. 6. St. Michael the Archangel 4 tháng 4 năm 2019 hỡi các con ăn chay không chỉ thức ăn, nhưng cảm xúc, chính yếu là cái lưới, và hiến dâng mình để cầu nguyện. Điều này quan trọng đối dân của con mẹ cầu nguyện và thực hành những lời nguyện, đừng quên các mối thương người. Đức Trinh Nữ Maria, 11 tháng 3 năm 2019. Tháng 1 năm 2009, khi bắt đầu những mặc khải này Chúa hứa cho các tín hữu Chúa, lúc này ta canh tân giao ước cũ bằng giao ước mới, đó là người mẹ diễm phúc của ta, và ta làm cho chúng nên một. Lúc này ta hiệp nhất giao ước cũ với giao ước mới và ta chúc lành cho dân ta. Ta sai thần khí ta đến cư ngụ trong dân ta để rồi luôn luôn trong thời thịnh vượng, trong thời thiếu hụt, trong thời đấu tranh và trong thời hạnh phúc chúng có thể là ánh sáng và phản chiếu tình yêu ta và lời ta giữa nhân loại. Hãy cho những kinh nguyện tuôn ra từ môi miệng của các tín hữu Israel được nhân bội lên vô cùng tận, để họ đền bù cho những người không cầu nguyện, không nài xin, không ăn năn, không cầu khẩn. Tuyên ngôn của Chúa Giêsu Kitô với con cái người tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi, ta yêu thương các con, hỡi các con của ta yêu thương các con. Chỉ một mình con với ta yêu thương các con và đã đến vì các con. 7. Các con là dân của ta và ta đến để ban cho các con bình an. Ta đến với con, người con trung tín. Ta đến với tình yêu của ta để ban cho các con sự bình an của ta, sự an toàn của ta. Hãy trung thành, kiện toàn những điều răn của ta. Hãy là tình yêu của ta. Hãy chế ngự cái tôi của các con, điều khiển cái tôi của các con. Hãy nên một với ta. Hãy đến, hãy là ánh sáng mà ta tìm kiếm trên trái đất. Hãy đến, phản ảnh tình yêu của ta và ánh sáng của ta nơi người đồng loại. Ta yêu thương các con. Hãy tin ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Ta sẽ luôn luôn ở với các con như ta hầm ở đến tận bây giờ. Ta chỉ đòi hỏi các con trung thành, kiện toàn những điều săn của ta. Ta ở với các con. Ta ở trước các con. Hãy xin ta giúp đỡ các con, và ta sẽ giúp đỡ các con. Không có gì mà ta, với tình yêu của ta mà không thể chinh phục được. Không có gì giữ lại lòng thương xót của ta cho các con. Ta ở trước các con. Hãy xin ta, này ta đây, hãy tin ta. Ta hiện hữu, ta dựng nên các con, ta là Thiên Chúa của các con, hãy dâng mình cho ta, tận hiến mình cho trái tim ta. Để đi trên con đường của ta, các con phải dâng mình cho ta. 8. Loài người bị tấn công liên tục, ma quỷ ném những mũi tên độc. Hôm nay ta yêu cầu dân ta hiến dâng mình cho trái tim ta. Bằng cách đó các con được bảo vệ trong trái tim ta, nơi không có gì và không ai có thể đụng đến. Suy gẫm và xét mình trước nhan Chúa tôi đi và dừng lại, tôi dừng lại và tôi đi, như thế thời gian cũng đang đi và dừng lại. Tôi thở, và khi không khí đi vào phổi tôi, nó ở lại bên trong và dừng lại trong tôi. Tôi suy nghĩ, làm sao con dâng mình cho Chúa, lạy Chúa của con? Làm sao con chạy đi tìm cách đo lường tình yêu Chúa, để rồi nó có thể tinh tuyền và dồi dào đến nỗi không có gì và không ai có thể lấy tôi ra khỏi sự hòa hợp với Chúa. Và tôi suy nghĩ tới chuyện sở hữu, những điều tốt lành mà những thủ tạo sở hữu và những gì mà họ bám víu vào. Và hư thế nào mà sự chiếm hữu không làm nên hạnh phúc và đôi khi lại thu tóm, trói buộc, làm băng giá tình yêu. Tôi nghĩ tới những người không sở hữu gì cả và sở hữu ít ỏi thôi và hạnh phúc tỏ dạng trên khuôn mặt của họ với chút ít mà cuộc đời ban tặng cho họ. Và tôi nghĩ, nó mâu thuẫn, nhưng lại thực tế. Và tôi nhớ tới điều gì đó mà trong những ngày này có một người đã nói với tôi. Người đó nói, bạn có biết tại sao Chúa lại để cho những biến cố thiên nhiên giáng lên người nghèo nhiều hơn người giàu không? Vì người giàu chối bỏ khi chín, có chuyện gì xảy ra trong khi người nghèo thì kêu cầu Chúa khi có chuyện xảy ra với họ.
kêu cầu Chúa, hơi thở nói với tôi, bạn không thở và bạn cảm thấy như bạn đang mất đi sự sống. Tôi kêu cầu Chúa là tôi nhớ tới lòng thương xót của Người, là tin rằng Người sẽ giải thoát tôi khỏi hố sâu, là tin rằng tai tôi nghe tiếng Chúa và đức tin tôi sống động. Tiếng Chúa, vâng, tiếng ấy âm vang trong tôi, như một vết thương do mũi tên đâm và như một cây cọ đang vẽ, một cây bút chì đang viết và như một que diêm thắp lên đám lửa và cháy. Tiếng của Chúa, dấu ấn đầy màu sắc, ban sự sống, ấp ủ và an ủi. Tiếng của Chúa yêu thương vô bờ bến, và chính tiếng Chúa cho tôi nghỉ ngơi và hồi phục và tiếng ấy nói với tôi, con là thủ tạo yêu dấu của ta. Tiếng ấy nói với tôi rằng tôi phải hiểu biết Thiên Chúa của tôi một cách mật thiết, yêu mến Chúa không tính toán và trong Chúa là người lân cận của tôi. Tôi hít một hơi sâu và tôi nghĩ đến hành động thở và tôi cảm thấy không khí di chuyển trong tôi từng chút một. Tôi tận hưởng nó, tôi thưởng thức nó, tôi cảm tạ vì nó và tôi hiệp nhất nó với Chúa, thành một phần tử, một thủ tạo khác. Và tôi tri ân rất nhiều vì là một thủ tạo, rất tuyệt vời và tinh tế. Tuyệt vời như thế nào? Và trí tôi đem tôi đến việc gợi lên nơi chốn, chính xác một không gian tuyệt vời. Nhưng ở đây tôi không ước muốn sự tuyệt vời đó, nhưng sự tuyệt vời của Chúa thì vô cùng vô tận. Sự tuyệt vời của việc trao ban cho tôi mạng sống, gia đình, người, ơn sủng, nhân đức, nhưng trên hết là sự tuyệt vời là có thể nhận biết Chúa. Đời sống, suy nghĩ về đời sống, đem tôi sự hoài cổ. Hoài niệm về một quá khứ đã trọi qua và cùng lúc đó là hiện tại hôm nay, nhưng còn xa mới phục hồi nó. Và tôi suy nghĩ và cảm nhận, trong đời sống, thời thơ ấu rất hạnh phúc giữa những bài hát ngây thơ. Có thể tôi sẽ muốn được ở lại trong trạng thái đó, không thức dậy, mà cắm neo vào đó. Nhưng tôi biết rằng điều đó không thể được, mà quy luật của đời sống nhanh chóng đi qua trạng thái đó, sự cần thiết cho tình trạng toàn vẹn của con người. Tôi thở và dừng lại, nhìn tới thứ đang lôi kéo con người và dẫn họ tới sự sụp đổ tội lỗi. Thứ bùn đó bám chặt và khó mà tách rời nó ra khỏi con người. Thứ bùn đó không so sánh được với chân lý, với tình yêu. Và tôi là tình yêu, như Chúa là tình yêu, điều rất thân thương với Chúa là sự ngọt ngào và nó có thể tương ứng và hợp nhất với tôi. Vì trong Chúa trọn vẹn bản thể được thống nhất và những cảm xúc không tách rời khỏi con người, vì Chúa là tình yêu. Amen. 11. Trong việc sùng kính này, mọi thứ đều được nhóm lại với nhau để lợi ích tâm linh được tốt đẹp hơn và việc tham khảo dễ dàng hơn. Mục lục phần ni giáo huấn về cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria mời gọi cầu nguyện là gì? Thiên đàng muốn chúng ta cầu nguyện ra sao? Tại sao chúng ta nên cầu nguyện? Sức mạnh của cầu nguyện là gì? Làm sao để sống và thực hành cầu nguyện? Phần 2 cầu nguyện với Chúa ba ngôi kinh nguyện ngắn kính ba ngôi chuỗi mân côi kính Chúa ba ngôi kinh nguyện ngắn Chúa ba ngôi Holy T-R-I-S-A-G-I-O-N. Phần 3 kinh nguyện với Chúa Cha này xin Chúa Cha lạy Cha, linh hồn con tìm kiếm Cha kinh cầu với Chúa Cha cho giờ sắp tới kinh cầu với Chúa Cha và thiên thần bản mệnh kinh dâng đời sống kinh nguyện ngắn cầu với Chúa Cha. Phần IV cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô 12. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, Chúa Kitô chiến thắng. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con Chúa là ánh sáng của con cầu nguyện phó dâng mình cho Chúa Giêsu, khẩn cầu cùng Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là chân lý vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con đến sùng kính người. Lạy Chúa xin đến giúp con kinh nguy nguyện ngắn cầu với Chúa Giêsu Kitô, kinh nguyện ngắn cầu với Chúa Kitô vua, kinh nguyện ngắn cầu với Chúa Giêsu thánh tâm Chúa Giêsu, kinh nguyện ngắn cầu với thánh tâm Chúa Giêsu, kinh nguyện ngắn cầu với thánh tâm Chúa Giêsu, cầu nguyện với thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria Chúa Giêsu thánh thể. Những thông điệp và mặc khải về bí tích thánh thể cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể cầu nguyện trước khi rước lễ. Xin Chúa cho con Chúa hài đồng tận hiến cho Chúa Giêsu, hài đồng sùng kính Chúa, hài đồng Chúa Giêsu trong máng cỏ lòng thương xót của Chúa, cầu kinh lòng thương xót chuỗi kinh.